giấc mộng chết thì cuộc đời cũng hết. Nên tôi vẫn nuôi mộng ước của mình, không ngừng mộng ước, không ngừng. Em muốn theo gánh đô tô này thiệt không? Dạ thiệt, chỉ cần cho em theo gánh, cho em xin được hát, cho em sống như mấy chị là em mãn nguyện rồi. Từ nay sẽ không còn chàng trai tiên đực nữa, chỉ còn lại cô đào lệ liễu xinh đẹp, cô gánh đô tô phù hoa. Lệ liễu xin thay mặt gánh đô tô phù hoa xin chân thành cảm ơn và mãi mãi nhớ tình cảm của quý vị đã dành cho chúng tôi. Tiếng hát này là một gia đình. Đó, thấy chưa? Tham chạy xe cho cố vô. Chứ giờ mày muốn làm sao? Tao chú chéo nào? Mấy chú chéo đó. Đồ con quỷ bóng rài đây mày đó. Mày chửi mình đó. Quên. Bánh bèo kìa nha. Tao cúp cơm mày luôn. Thôi mà. Không ăn cơm mày chiều nay ăn em. Tình hình cơm nước trong đàn thiếu trước một sau. Rồi thêm người nữa sau mình chịu nổi. Em phụ chị. Tôi xin nghỉ rồi nhịn đói hả? Tôi chỉ có nhà tôi chứ không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nhớ nhà thấy mình có lỗi với mẹ cha. Không biết cô làm gì sai không mà sao cứ bị lần hấp thủ hoài vậy trời. Tôi hỏi thiệt, Quân có yêu tôi không? Chỉ có tôi mới đem lại được những thứ mà anh Quân muốn thôi. Không thể, mày không thể, mày nghe chưa? Hủ rồi. Mày chết đi. Quân nhìn đi. Để tôi qua làm chết mẹ đó. Nó làm thiệt thế rồi. Yêu Đâu cậu đi, nó sắp tới rồi. Quay, làm rác cái này cho tao. Trời ơi. Không, thảm nó. Đừng mà. Không, không. Về đâu lúc này đã hết ánh đèn đường hắt hiu.